là nhà thờ, fan gọi anh là già dơ. Có nhiều đêm anh chẳng chọc vì tình yêu cho bộ môn văn học. À, dù anh tôi hay chửi thề nhưng mở mồm vẫn gọi là rất sang. Lịch thiệp cứ phải gọi là 10 điểm. Xin giới thiệu đây là tung đất cảng. Một lần xử lý là viewer mãn nhãn. Không gì có thể làm khó được anh cả. Nếu như mà anh tôi có lỡ chơi ngu thì đó chỉ đơn giản là do anh già. Gặp gió là kém như một gangster. Tính trước mọi thứ như một bàn cờ. Xuất khẩu thành thơ là hãy đẹp. Chứ anh của tôi chắc chắn không hề văn vở. Quy định cao vượt qua mọi rào cản. Chỉ cần anh cố thì mọi chuyện không khó. Đẹp trai tài năng có tư duy chiến thuật là những gì mà anh Tuân tôi không có. Yêu vợ, thương con, tình thương bao la anh thương luôn cả viewer. Hai tuần một kính thì cũng đâu có chết ai. Người đời họ còn gọi anh là Tuân Deadline. Và đây là Tuna. Chỉ hơn một năm là đã đạt được nút vàng. Series hôn nhân làm cho mọi người phát mê. Danh sách của anh thì mọi người đều không ế. Các ông không biết gì thì đừng có chống chế. Động tác anh tôi thì sẽ không có kết cục. Nói ra một câu này là quá đủ thuyết phục. Nó là anh Tuân, của tôi không tệ.